Cái lộn gì vậy? Phải lộn vừa leo lên nóc nhà cái gì cái đụng một phát. À nếu nghe gì luôn. À nếu nghe em cặp gì luôn. Thì không, bên em nó nổ mà không có tiếng. Má vừa mới nói cái đụng một phát đó Tài. Ừ cái đụng một phát nhưng mà không có tiếng, nó không có tiếng. Có tiếng thôi cái đụng. Ừ. Thì em lên em thấy nó cái đụng mà cái đụng không tiếng. Cái đụng. Cái đụng không tiếng. Mấy cái đụng không tiếng mà chờ nó có tức đứt lưỡi luôn á, đụng á lưỡi mất liền là chết luôn. Có nghĩa là lúc mà em leo lên á em thì thấy nó nổ cái đùng mà nó không có nó tiếng, không có tiếng. Nổ cái đùng thì mình phải kêu là nổ. Nó chỉ nổ thôi chứ mình em chỉ cái đùng làm gì. Nổ cái đùng không tiếng, ok. Nổ cái đùng mà nó không có tiếng. Nó còn phiêu xoáy lộn luôn này. Trong cuộc nó có tiếng hay không? Rồi nó có cái đùng không? Thằng này con giáo ngữ văn chết rồi đúng rồi. Có báo anh văn, ngữ văn. Cô giáo dạy toán. Tôi tính là tôi thấy nó nói cũng đâu có sai đâu Tài. Tập trung đi, hãy tập trung. Mày mới là tập trung á. Má, cái quả đó. Quá lùn luôn. Cái đùng. Nghĩa tôi nói chỗ này là nghĩa. Slide qua chỗ gặp máy bay đã, nó bao mà dài luôn mà đã mà luôn. À, một lần mẹ một lần đi làm mẹ giao ổ vãi lồn đấy làm ông đừng có đợi xác ông hãy slide ông slide trước nó luôn mà quá bao dài luôn nó giữ cho ông cái animation slide qua mà chứ nó đâu cho ông đứng vậy đâu mà quá đỉnh mà luôn làm giàu cũng khó quá chẳng khi người ta đi kiếm đồ chích mẹ hai hùng ngồi đây slide qua slide lại trong khi anh mẹ bảo... đây đa một đa một đa một chết rồi. Tao 2 Bởi giáp trong nhà. Tiếp bồi Đừng sao đó. Đó mà tôi không bao giờ tôi coi phim set trên cái đó, máy tính của tôi mà không bao giờ luôn quá. Vậy là anh khác em đó, em coi phim set trên máy tính không có bao. Ừ, máy tao là không, tại có, vì nó... không có lưu gì phim set trên gì má, tao không có coi. À, gì em chỉ có online thôi à. Tôi không có coi nhiều trên máy tính mà tôi tải về tôi bỏ vô chép vô iPad mà. Tại tôi bị sensitive với ba tôi không muốn virus hay con mẹ vô máy tôi mà. Mặc dù tôi có malware kiểu adblock thì tôi cũng không coi mà. Tôi tải trên bị tính xong tôi bỏ vô iPad tôi đem lên công ty tôi coi. Phải cứt. Đó level lĩnh cao vậy. Ủa vấn đề là đủ mấy bạn coi đâu thể nào một đêm mấy bạn coi hết đóng phim được, mấy bạn phải coi từ từ mới thấm má má coi má giống nghe như coi phim đủ má phim dài tập đó ba. Ừ có mấy bộ phim dài tập luôn á, đóng hay series luôn á cứt đồ quá tôi vui hay vậy ta. Tôi vui đồ cung trời coi mà không còn đứng nữa mới ghê quá. Cái đó là má đỉnh cao rồi đó. Bắt đầu đánh giá phim này được, má có tính chất hàm lâm nghệ thuật á anh. trước giờ tao vẫn vậy mà, tao trước giờ coi vậy mà. Má đi vào con đi xem phim đấy, mày xem cũng bị cốt truyện mà. Má cốt truyện. Đó là má cốt truyện chứ. À, còn không ở đây đi, em bấm số 2 đi. Tôi qua cho. Tôi đang qua. Ôi, tôi thấy có người bấm số 2 rồi, chúng đang đợi bấm số 2 rồi. Tôi tưởng bé nó đi số 2. Điện thoại nó biết mà. Mày nghe mày. Tôi chết rồi nha, khoan nghe. Tôi chết. Tù, thằng này nó có cái khẩu mẹ này rồi, nó còn mẹ làm quét làm gì nữa. Nó phá không thôi. Tôi tới số 7 nè, tôi tới số 7 nè. Nè, tôi bấm số 7 nha. Bay rồi, số 7 ok rồi, ok. Nó mã 1 rồi, đúng rồi. Số 7 xong rồi. Tôi chết rồi, vừa chạy lại không? Vừa sợ cái trụ vô đó nha. Bắn đại đó, két vô hai thằng chân chạy xe. Ông này bấm số 2 à? Tôi đang chạy qua là 3, tôi còn tắt 500m nữa tới. Con mẹ cái... ghế chạy trước đi kìa. Trên đó có con thằng ngồi trên nóc trên lầu nha, cẩn thận nha. Ai bèo. Em qua chỗ cái bần cờ trước đi bèo. Rồi qua rồi. Em check xung quanh đi, thấy nào bắn hết thì anh clear cái chỗ đó đi. Tại anh bấm cái này xong nó mở liền á. Đông lắm. Đông lắm. Mấy giờ có nên mở không ta? Để tôi qua luôn, để tôi qua bần cờ luôn.
Ông ba bằng cờ đi, tôi chịu, tôi ráng tôi lén cho tôi bấm nút. Cho mình ra tận đây này. Tôi chỉ sợ bấm xong má nó nhào vô giống nãy nữa ba má là phải. Chỗ tôi đang có người ba, hai ba thằng. Để nó đi qua cái rồi tôi bấm. Tao sắp bam em. Có lộ 4 thằng luôn ấy, có lộ má. Tôi lấy được cái nhà được rồi. Tôi lấy cái nhà được rồi. Trên lầu có thằng ngồi. Tôi bấm, tôi bấm, tôi bấm rồi, tôi bấm rồi. Bấm nha. Đi chưa. Bấm nha. Tôi ngồi rồi nè. Mình sợ chứ bèo tới chưa? Mà tôi thấy tôi bắn đầu đấy mà. Thì bấm đi. Bấm nha. Rồi, confirm rồi. Được rồi. Mong là đeo bằng lô nào bằng lô. Please, sao con cái súng đi mà. Please. Motherfucking please. Mày nó ngồi nó canh trên cái kia luôn kìa. Cửa vẫn chưa mở. Chưa thằng nào bấm. Ôi sao tôi thấy mà xanh chưa? Chưa thấy. Tôi đang check xung quanh. Xanh. Giờ Bấm. Đã mở. Rồi bật siêu ông ngồi, siêu ông chạy vô thẳng vô. Tôi bắn ngoài canh cho. Nó bắn tôi kìa. Đâu rồi. Tôi vô nè. Vào. Canh đi. Ok. Ấy á, mẹ tôi deep ở. Tôi can đi, mọi người bắn đi. Vô. Ủa sao nó vô được, mình mở mà. Lấy mẹ rồi sao? How? Mình mở mà. Nó mới mở cho mình tức thì mà. Đây. Đây nè, chỗ tôi đứng. Ôi, hay. Ngon. Ông lắp được chưa? Mà ơ, quên sao? Hay. Sao mày quen cường coi. Má bèo nó đi, má đúng lốt vãi lộn luôn á. Chỉ gì cái landmark nhỉ? Ê nè trong này nè, cái lồng ngồi hạt nhân nè, đồ đen nhân nè. Làm gì nữa. Mà bắn mình khối tiền luôn. Martin, cuối đạn này Martin đây. Be advised, UAV is bingo fuel. RTB for resupply. Is anyone needed? Bốn chín tám, tôi nghe là đi về tới ba. 498 chứ phải 458 đâu ba. 498. Số. Tôi nghĩ là số này hơn ba. Tôi nghĩ nó cứ đi về nghe nó giống cái số cuối hơn rồi. 498 thì nghĩ mặc tin là ở gần 4 rồi kìa. Tôi bấm luôn rồi. Đúng rồi, số 4 đúng rồi đó. Sao quá rồi. Để tôi ra giúp Hoàng Quang vậy. Đi bên ngoài rồi. Không có ai luôn anh ơi. Thằng tôi má, tôi lại tôi bắn chết lộn kia, nó đang nghe tiếng luôn quá. Nó đang làm luôn rồi ba. Lộn. Có khi nó bấm rồi ấy. Không, nó vẫn đang nghe, nó đang ngồi nghe cái tội tôi bắn đó ba. Quá chết nát luôn, tội luôn. Má tao đang đi giữa đường, thấy thằng lộn kia tao nhảy xuống xe tao quất nó luôn, má lộn tội nghiệp. Ê, thằng nó xăng em chết rồi. Chính xong rồi nè. Số 8. Qua số 8 rồi, đang qua số 8. 500m. Má tội này thích xăng rồi. Xăng lên bấm cái nút bên phải là chạy thẳng vô luôn. Chạy thẳng vô xong bờ phải. Em quên sọc đứng đấy sẵn. Trời ơi, lại đi đợi Martin luôn rồi. Martin bắn. Đây canh thủ mình rồi. Không có hai hết á, nãy giờ thằng nào tới em biểu cũng bị em bắn nổ mẹ. Rồi. Má, hên là tôi không phải chọc. Vô, đặt mìn đi mấy bạn ơi, đặt mìn đi. Đấy dần lộn cặt nó vô hết. Quên mất không cầm mìn. Ok, không sao, đằng nào cũng lấy rồi nè. Đây chỉ đường cho mình.
Qua giờ mới tới đây thì có hàng ngồi cắm tôi rồi sẵn luôn đấy. Ồ, má đéo hiểu luôn á. Hồi mê canh luôn đi. Này, nó đây nè, quay. Hai súng nè. Lấy súng đi quá. Lấy súng đi, nhanh. Tác hồn mày chết rồi, dễ nhiệm luôn á. Đó, nè, đó vậy thôi. Ồ, lấy rồi. Nó không hiện gì hết. Rồi, được rồi. Lấy là được. Lấy cầm ra được rồi, ừ, tí ra có hả. Ê, tính ra giống cái này giống Regret thiệt ha. Lên nóc hẳn đi Martin ơi. Lên nóc hẳn đi Martin. Lên nóc nè. Có ngay chỗ bên cam nè Martin, qua đây chơi. Qua cái nóc ngon hơn nè. Ngồi trong nóc này nhìn được tất cả mọi thứ luôn ấy. Nhìn được tất cả mọi thứ mình, nó chỉ có cầu thang đi lên, mình canh cầu thang thôi. Không thì mình thắng nhờ cái... mặt nạ. Hết mặt nạ rồi sao? Tôi nghe tiếng hắn cho người nè. Kia còn một miếng giáp, còn một miếng giáp. Cầu thang rồi nha, em canh cầu thang rồi nha, em canh cầu thang rồi nha. Ok. Đằng sau luôn Nghĩa có một cầu thang rồi đấy. Ngay dưới chân tôi nè. Dưới nhà. Trước mặt kìa, bên phải. Ừ. Còn ai còn giáp không? Quay, còn giáp phải không? Tập 2 chart. Tôi dưới một thằng. Còn giáp đâu. Ơi, trên nóc nhà. Đau. Chết. Chết luôn. Ngay dưới nhà chân tôi nè, Nhà dưới cầu thang nè, Được, nó nhìn xuống rồi, hai thằng bắn nhau, ba tiệp khác nhau. Chúng nó bắn nhau ở dưới, kệ mẹ luôn á. Chạy đi. Đừng mất giáp, ê bẹp má, nhảy xuống gì vậy? Lỡ nhảy, bị cột chân xuống bắn. Nó hò kìa. Nó không có chỗ đi á. Mình có mà, mình có thể nhảy ra ngoài được nên là cứ bình tĩnh đi. Ờ đúng rồi. Hay lắm. Mày đi chân tôi. Nè, em có đặt cái cục trophy xuống tầm nè. Đau rồi. Đau rồi. Ôi, máu một đùi hai đó. Ủa sao? Còn ba thằng. Ôi, sao vậy? Còn nhiều người quá. Nó còn tới 3 thằng luôn. Má nãy mà có ABG là ngon rồi. Má ABG là đi hết rồi. Trời mẹ. Có nhiều người quá. Mẹ nó có mặt nạ nó ngon rồi. Thôi, hướng nghe. Dám bắn đủ đường tăng. Ê, nguyên 8 cương. Đau. Ơ đủ mấy cyber không biết. Tôi đi bắn cho mấy thằng cyber chưa. Lỗ bắn đâu ra ta. Hướng này. Hai gần cầm 800 ngàn tiền. 82 cầm mày có công mày có đồng nào đâu 180 ngàn. Quên. Cầm tới 800 mấy ngàn rồi mà chết cũng lười quá. Trời ơi. Chịu là win mẹ. Ừ 800 mấy gần đủ mới chịu mẹ còn. Quay cuộc mày giết mình quá. Ôi phải lộn gì vậy? Em lên lượm tiền em. Mà để bắn. Hãy cút. Nó chạy ra gần tới chỗ tao. Nó chạy thử. Lỗ mù mẹ. Bắn bố mẹ. Vậy tôi nè. Ủa, thấy bắn rồi. Tìm ngoài một bọn tiếp kìa. Má, yêu đi con ơi. Má, thấy rồi, yêu đi hay không? Có cái lồn mát đạn, chả đủ. Đây, đạn đây.
Nhanh nhanh các bạn. Thật quá là bọn mình. Chỗ tôi chết cụ bằng lộn mất tiền nhiều vãi luôn không nội. Ê, ai gọi cái mày đi, tôi làm. Mày em làm gì có tiền, quên. Má, 270 mấy ngàn à. Mấy ngàn lộn mà nhiều lắm luôn á. Ê, ê, bây giờ tôi đi bỏ tiền vô nè, ai bỏ vợ tôi nè, tiền nhiều quá nè. Đi 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 nhé, đi đi. Có lộn má, tiền nhiều vãi. Bắn kìa. Đâu rồi, đâu. Coi chừng mới đi, đằng sau lưng nè. Ờ, à, em cứu đi, cạnh kìa. Mid lost kìa, chéo sao lại lost được kìa. Ê, ê, nó bung dù rồi. Cái, Ôi trời ơi, quá trời vậy. Trời ơi, khu này đủ mới đông bất chợt luôn. Sniper trước mặt kìa. Bởi giáp đau rồi, sao bờ đau, có đủ hàng nhì. Hai nữa. Nãy hàng 3, giờ mà hàng 2, 3, má. Cái thằng mà anh bắn chết đi Bell, thằng ấy nhiều tiền khủng khiếp luôn. Ồ, má, tôi bắn 2 tim xong điệp mà 270 mấy ngàn. Một thằng bởi giáp trong nhà này. Bò đấy. Sau lưng mình có người nè. Đau quá hả? Chết. Sao? Đi qua. Vô mặt tên hơi. Ngay chỗ bình có người. Để cho chơi, ui mà tên được bắn nữa, tạm thời được bắn đúng không ơi? Bên trái mình có người nè, để cho nó bắn cái tim còn lại đi, nó đang cố bắn hàng kia. Qua đây đi không? Ba team. Hai team, 2 đúng không? 3 đúng 1. Ui, vậy cứng. Má, ba team bắn gần hết luôn rồi bạn. Má, trận đấu trà sữa. Win sọt, ông tin vào cái màn hình 34 in của tôi chưa? Rồi. Nãy giờ ông có ngồi coi tôi không hay coi ai vậy? Nghĩa kìa. Ừ má. Thấy tôi bắn không má, tôi sniper, tôi bắn tùm lâm, tùm la, tôi đào, biết, liếc. Hay quá, mặt tiền, quá dạ này mặt tiền lên quá. Thấy không, tôi muốn lấy top 1 dạ lắm, hiểu không? Ôi lộn. Dạ lắm. Mẹ anh Leonardo DiCaprio mới debut có ngàn con trận đầu, anh thấy đó top 1 hiểu không? Tao ông, anh tin cho Nghĩa, tao nói ông Nghĩa, tao nói ông ao cái trận kia đi, để tôi chỉnh lại đồ đi. Chỉnh cái skin xong, skin xong. Bạn bắn là 10-10 bạn ơi. Má, cậu thân thằng bé vừa mới làm xong cái đấy. Ồ má, mình hiếp nó lấy tiền luôn không nội, má ác phải lộn. Phải vậy bạn ơi, phải vậy. Sống là phải vậy. Má, đúng là giật đồ ra để con mẹ. Sống mà chà đạp lên người khác để sống mà. Ồ má, cái game này là mình chất vấn nhiều cái triết lý sống quá ha. Có lộn á. Nghe là không chơi đúng không? Có lộn. Lộn tự sát luôn hay gì vậy trời. Trời ơi, solo giết 10 thằng mà được có top 5. Có lộn. Có lộn, có lộn rồi. Solo rồi. Trong nhà. Đông gì đấy, gục, chết luôn. Nó chơi máy bay kìa. Ôi trời, đằng sau lưng nè má, trời phải cứt chứ. 60 ngàn, đủ má. Không sao, thằng lộn rồi. Rồi, lết đầu rồi. Lộn rồi, lết đầu lẹ bại luôn. Ồ, má nghĩ 100 mốt rồi kìa. Một phần là đá đồ của Bell. Kill confirm là một thằng kìa.
ngủ có nhiều vải luôn không nội. Chúng mày bay nhiều chết nhiều lắm ấy. Trước cái chỗ mày máy bay ấy là nhiều mẹ thằng lắm đấy nhá. Ôi trời ơi, nó bắn mình rớt này luôn kìa má vậy. Rớt này luôn. Cái lùn má. Cái gì đâu nè. Mà nó hết cái cầu luôn kìa. Ôi trời má. Chơi còn một thằng nữa. Té lầu chết. Thằng nữa anh em, một thằng nữa. Còn một thằng nữa ở trên. Té lầu. Cái lồn gì đủ mất đầy vậy? À. Mẹp chết, mẹp chết. Mẹ mày. Đuổi bố mày. Cái lồn gì nữa vậy? Sniper bắn. Sniper. Ủa có lồn bắn nữa rồi. Hướng cái đeo, hướng cái đeo làm sao? Nhìn thôi, nhìn thôi. Má này tôi bắn quá trời luôn á mà. Có lộn má. Đừng có cứu, đừng cứu, bèo bèo xa lắm, bèo đâu. 200 ngàn rồi, 200 ngàn, mới cực 200 ngàn. Nó rớt một nửa thôi chứ không, nó một phần thôi chứ không có rớt hết 200 ngàn đâu. Nó rớt một phần thôi chứ không có rớt 200 ngàn đâu. Em vẫn còn tiền rồi đó, còn trăm mấy ngàn rồi. Rớt một nửa thôi chứ không có rớt hết đâu. Mình chạy ra, mình chạy ra đó, mình lùm lại được. Tìm nhận chúng ta đây các bạn ơi, tìm nhận chúng ta đây. Mắt toàn tay cầm nè. Không vô được. Lên cho bò đi không? Lên cho bò đi. Cố. Điện là kịp rồi. Sao sao tiếng gì Quang? Thiên giáp à? Bỏ tiên. Có đụng đâu không? Tiếng gì? Mắt lồn á, hát tiếng gì nè, tiếng lồn gì nè. Tiếng gì ba? Đi nghe. Thằng nào? Đi nghe. Ông tại vì tao mute hết mẹ rồi. Lũ xong lũ cũng nói. Đúng không? Biết tao tao không biết mở mute thế nào luôn. Rồi cũng sợ đứa rồi, cũng sợ đứa rồi. Tao mute mẹ hết rồi. Nó sau lưng đó. Cuộc chinh chiến vĩ đại, 6 team mà 6 thằng, còn mình còn 4 đứa còn mình đấu 12 thằng. 4 team 12 thằng, tầm mỗi team có 3 thằng rồi. Quay leo được à, chỗ leo được nè. Cái từ từ bình tĩnh. Ê Wilson, người á. Nãy tôi nghe tiếng nó sniper, có gì nó bóc rồi, nó đẩy lên thấy không á. Đẩy qua trái đi. Trái là mình bị ở dưới. Đừng qua trái. Ừ, không gấp. Đợi bo, mình đẩy sát thôi. Bên phải kìa. Bên hết, sát. Oh, team all. Team 2 à. 3 team còn lại, mỗi team 3 thằng. Ui trời. Trước mặt luôn. Trước mặt người. Trong nhà đợi nó đẩy ra khỏi nhà rồi. One. Team 1. Oh my. Một team 4 cái nhà, là mình, 2 team 3. Respawn. Coi chờ bên cường, cường bánh trái ra được không? Tụi pin này, tụi bắn thôi. Tụi bình đó, chạy tụi bình, Má tụi bắn thôi, nó vừa bắn thôi rồi đấy. Team 3. Thì nó có gì vậy, nó còn tròn, nó còn tròn trên đầu 76 cao lắm. Bé. Trước mặt kìa. Ơ, à, giải phở. Đào. Có lộn. À bị nó cào đấy. Một hàng đâu. Ô, lên cầm rồi. Tìm mồi. Tôi giết rồi. Hai đấu ba. Hello. Một đấu bốn.
Hay, tôi thích cái shield đó. Tiêu cái shield quá luôn. Cần nghe một cái dưới đâu đây nè. Đúng rồi, ngay đây nè. Hay. Hay quá bạn ơi. Ừ, mà nha. Cuối luôn. 37 đục. Tiếng tim mình đạt được. À, có một. Ù má cái thằng cứ pha mà trên núi tụi bạn tôi đẩy qua tôi móc 3 thằng luôn ba. Ngon ngon, má pha đi rồi. 37. À cái điệt cho mẹ bắn xa thế. À tôi thấy lại tôi tâm đi ngủ rồi. Chào 2008. 1537. Trên đầu kìa, trên đó mình kìa. Quăng đi, quăng. Coi chừng trên nóc nhà, trên nóc nhà bạn còn người. Trên nóc nhà còn người. Trên nóc nhà còn 4 thằng luôn nha. Dạ ba luôn. Nóc nhà còn 4 thằng. Bên tôi ngay chỗ tôi luôn. Nó đứng ngoài bo. Ngay chỗ tôi chết luôn. Yếu lắm rồi. Có nó bể giáp. Này. Con chém vô. Mày có mặt nạ mà, Quang. Có. Trên nóc rồi. Nó phải xuống rồi, nó bắt buộc nó phải xuống. Em có bố. Quý sao vào đây. Đường đứng bên ngoài đúng không mày? Đợi bo đẩy đi. Mày yêu đi hơn quá luôn. Nhấp vô đi Quang. Mày có mặt nạ mà Quang. Giáp vô đi Quang. Tại nó bị giáp nữa. Thắng rồi. Thắng có 4 thằng. Có hồ. Rồi. Vô trong kia đứng đi bá. Vô trong kia đứng. Đó. Đó. Có mặt nạ thắng. Ủa sao mấy thằng tuổi mấy thằng không đứng ở chỉnh luôn rồi hả? Nó hết, nó không có mặt nạ ba. Mấy thằng nhảy dù mới nãy gọi xuống. À đúng rồi. À nhưng mà nhanh chỉ em mua ngay cái mặt nạ dù mà vậy luôn. Alo. Đứng lại lúc kia đấy, mua cái mặt em luôn. Bắn kìa. Ôi ba, nó lại nhảy lên. Hai thằng, ba thằng. Một. Ba bốn tiền gì đấy, hai không phải hai ba thằng gì đấy, thằng bắn em chết rồi. Ok, tôi cứ đi. Ngoài bò, cứ nằm xuống. Quan đau, quan đau. Em kiếm chỗ cover em ngồi tí đi em ơi, bị kẹp quá. Đừng chết, bên trái có cyber ngay cái tháp, cái thờ hát cứu hỏa. Ê, support kìa, cái support kìa, em ở đây đó rồi. Sau đoạn đá của em rồi. Ở đây 3, B3. Trên nóc nhà. Mẹ. Ôi kệ. Vô có cover kìa, có mình kìa. Chắc trên mái nhà. Trên mái nhà. Trên mái nhà. Anh lùi đây, lùi. Ôi. Bỏ đây. Đấy, có cover. Bỏ đây. Cover kìa. Có một thằng ở dưới đất mới điều nhưng mà. Mẹ. Nó có xe về bài kích ấy. Như dí luôn nghĩa, có đứa xe về bài kích, đúng rồi, đúng rồi. Trên đầu, trên tháp. Cái nhà cao á.
thế mà. Tôi lên, bốn người đó. Như mặt nạ mà, nghe đẹp mẹ đúng không? Hai hàng chứ khác. Đẹp. Quay thêm cái nhé. Ôi mà. Bấm giờ nó bấm giờ luôn. Không có bất tận đâu. Một thằng chết. Sao có người không? Sao bởi giáp, thằng kia cũng bởi giáp luôn rồi. Hai thằng bởi giáp rồi. Tìm quay. Bắn điệp miệng lộn rất là lên đấy trời. Cơ mở. Cơ này mở nào vậy đó. Biết ngay mày vô mày đóng cửa lại đi con chó. Mà nó ngồi phục kích nhà luôn. Vô để cứ mở, nó mới gục à. 9 mét, 9 mét, 9 mét kìa. Tuyệt vời. Nó luôn trên này có luôn. Thấy coi thằng này bên cam nè. Đào. Ngay bên cam đào. Chết còn hơn. Nó có xeo rồi. Cần lại cái súng. Mà đeo lấy được là chắn rồi. Là sau lưng mình, là sau lưng mình. Sau lưng mình. Ấy giáp. Nó vào nhà. Ấy giáp. Đâu. Team wide. Hay. Ồ mà nó có mặt nạ mới, đang lúc mình cần. Ê có cái team gần mình kìa, hướng nào kìa. Bên phải ba hàng kìa. Team nó còn ai còn giáp không? Đi lên phía mình đi sao rồi. Đi. Phải có giờ còn giáp không? Không. Ờ, có rồi, cho ba giáp rồi. Em có cái. Nhờ du. Ok, cái vô cầu rồi không cho nó. Đào. Cái cầu rồi. Bạn nó kìa. Bạn nó đằng xa nhé. Bạn nó hướng thẳng đến thằng xa. Một viên, rồi này. Quay. Tìm qua chưa? Tôi bắn được một viên rồi, cháu em. Giáp. Đây. Bên sau. Thôi, ông lấy giáp đi, Giáp này nghĩa là 5 cái. Ủa, từ từ ông có mặt đi, ông lấy đi. Tôi có mà, tôi full mà. Ờ, tôi tưởng không có. Nãy ai kêu hết giáp mà. Ờ, đúng rồi, tôi tưởng là không có, tôi còn 3 cái, không có giữ. Trước mặt. Trước mặt hay nợ. Team wide. Tôi nghe tiếng bên phải nữa nha, Ok. Team 3 người. Đâu. Hướng về đó đó. Hướng về đó. Còn 2 team nữa. Cây xăng. Không, còn 1 team mà má, team mình. Còn 1 team, ừ, còn 2 team đó, đúng rồi, là mình team mình nó. Lost the shy. Lost the shy tiếp. Trong xe nó chạy xe. Chạy xe kìa. Thấy rồi. Một thằng đẩy lên kìa. Đau. Một thằng đau. Một thằng gặp siêu. Cây xăng. Thằng cây xăng đau. Cây xăng đau. Tôi dưới hết rồi. Bị giáp, thằng cuối ngay bên cam bị giáp rồi. Địt mẹ bị chết rồi, bo kiểu này bị chết rồi con trai. Bo kiểu này là mày đi rồi con ạ. Xong, tìm quay. GG. Mà đúng lúc cuối cùng mình vứt khiên. Hay quá, anh em ơi. Mà mình gần bo mà, mình chỉ sợ là. Trước mặt rồi, đau một rồi. Hai thằng chạy qua. Đua má. Rồi, team quay một thằng. Ngay đóng cát một thằng. Ngay trong nhà ngay. Thôi để chơi với squad khác vậy. Ngay nhà xanh dư nó có người nha. Mà mình vừa chết chúng lại xong. Không có lấy cover đi, chúng này lỗ thiên phải. Đấy là sau lưng này à. À, thiếu giáp nói tôi nha, tôi còn 8 cái giáp rồi nè.
Mới mới đập đạn xong á, ra thùng nước ao đá cái thùng đồ. Bình tĩnh, mày nó phải vào mình ấy. Ui, đây này, nhà này nè. Coi có người đó mới bắn mới dính nè. Ui, lồi. Đó nó bắn. Nó bắn em rụng luôn á ba. Ảo lắm. Ơi, bên trái đẩy à. Đau một trên có thằng đẩy nữa nè. Đùa má. Đau 2. Đau 3. Má. Cái nhà cũ của mình anh. Tìm voi một. Ô, xong. Ô, mình tức clip, mình tìm. Ô, hay quá. Hay quá. Ăn hay quá Nghĩa ơi, anh Nghĩa hay quá. Top một rồi. Người chết sống dậy. Má, vậy là bộ đồ của Nghĩa không có thiệt rồi. Má là cái chủ tao rồi. Không, Liêu Minh với Excellent rồi. Tù CD Project của Ubisoft là một công ty có giá trị cao nhất châu Âu. Ủa 2070 thì chơi tầm bao lâu nữa thì nên nâng cấp vậy mọi người? Cỡ 3-4 tháng nữa. Nó đi từ nghĩa bóng nó sống tới nghĩa đen luôn á mà. Nó một trả lời câu má muốn xóa mẹ lên nghỉ chơi đem chơi. Ý nó đang muốn chưa. Nó bền thì bao lâu mà ông trả lời về ngược cái nghĩa đen luôn á. Là bán chưa. Bấm bán nữa ra lột má không rồi luôn. Má. Tính ra tôi mới mua cái con này được mẹ chưa được tháng luôn không. Không tôi nữa đủ má tôi đào tiền ra tôi chơi cái gì. Con trộm hả? Rồi cái gì? Cái gì băng hay gì? Thì mới lộn luôn vậy. Má trời ơi, đéo đỡ được. Má tôi đéo đỡ được, tôi giáo sư đéo đỡ được đường đó luôn không à? Nó phải ngập ngừng, chứ nó phải ngập ngừng, tưởng mình nó lâu đúng không? Cỡ 3-4, thử 3-4 năm, 3-4 tháng. Rồi. Tôi cũng đang suy nghĩ chắc từ 3 năm nữa. Tại giờ thấy nó phát triển cũng nhanh. 4 tháng nữa, vậy cứ mở cái vụ mà. 3 không tới không TI ra. Đúng rồi, giờ tháng 5 rồi, 4 tháng 9 rồi ra con ơi mẹ. Tại vì ba con mấy con mà dòng dưới là nó ra trước, còn mấy con như 308 không TI mới là ra sau đó. Hospital à? Đâu. Rồi. Mấy gọi Của mình. Xe ô tô đến kìa. Ô tô đến chỗ gần mặt tin kìa. Để quay lại. Cái tiền máy. 3-1. Kêu một thằng. Đây là đứt dư thằng. Đau luôn rồi, có thằng vô nhà tôi nè. Có thằng vô nhà tôi nè, trong nhà này. Nó chạy lỡ lỗ, còn thằng đó. Ông có cái bỏ cuối rồi deploy bộ cover. Biết bỏ cuối rồi đấy. Em mua UAV này. Trên núi có người kìa. Trên núi có người á. Lột giờ này đi núi. Chúng nó bắn một hướng khác mà không phải bắn mình đâu. Biết bỏ cuối rồi đấy. Nó chạy xuống đây, nó chạy xuống kìa. Nhảy xuống rồi kìa, chạy đâu kìa. Xuống trước mặt luôn, chỗ lock out ấy. Chỗ lock out. Trên núi à? Hướng tôi không thấy ai. Trên núi, binh xanh nó biển đấy.
Thôi thôi. Đau, thằng lộn đau rồi. Confirm. Có thằng bể giáp rồi. Có thằng ở dưới nữa nhá. Nó vẫn còn một thằng, hai thằng nữa, ít nhất là hai thằng nữa. Trader will not return to combat area. Ờ má. Tôi bị sensitive với lồn. Đâu chạy ra ngoài bìa được nữa đâu. Thằng bể giáp rồi, thằng nó bể giáp rồi. Thằng nào con thằng nào bắn mẹ ấy rồi kìa. Thì mình tạm thời tôi gần xuống tôi không thấy ai nha. Ô cơ lê. Tôi cũng đang canh cái sao rồi cũng á. Nãy giờ tôi có bị cái báo là return to combat vậy nè. Đồ tôi chạy sát bo luôn. Đúng á, tao báo hoài, cái lộn á tao biết rồi, đúng á. Chưa chết đâu, chết chưa? Chưa, nó bị giáp à, chạy rồi. Ờ, xong rồi. Ba team, ba team. Ba team còn 8 thằng nhưng, mà. Nhưng nó vẫn chưa chết, nó vẫn chưa chết à? Nó vừa báo bạn nó vừa báo bạn nó, anh nghe từ nó báo bạn nó. Nó bảo là 3 guy. Tức là còn 4 thằng hai team á, 4 thằng 2 team. Bên kia bắn, sai vừa bắn, sai vừa bắn. Ok. Đừng có giáp không Win? Win ơi! Win có giáp không? Mặc giáp kìa. Không được dùng cái đó bắn nó ông ơi. Đây bọn không đâu, tôi bấm nhầm. Má, tôi bấm số 4 nó thành số 3. Không thí giáp nó từ nhà đứa gửi chó không? Tôi còn giáp. Giáp quá trời à. Giáp 8 giáp rồi nè. Má, đéo sao dùng nữa chứ. Mà tin, à Win sọt, 8 giáp này. Ôi, mẹ thằng này. Ôi, có thằng nè, 162 nè, sau lưng mình nè, sau lưng mình nè. Xuống đây, có cover này, xuống đây cover. Đấy, sau lưng mình đâu? Đá này. Ngay nãy ngay chỗ bên này. Đấy có thằng bên bên tím này. Sụp khốn này, nó mắc. Má, mặt nghĩa xa quá. Bế. Bế giáp đào, mới đào. Confirm. Đó. Bên đó. Nó gục rồi. Nó gục rồi, hàng bên trái, còn bên trái nữa kìa. Hàng bên trái kìa. Rồi thế là biên đỏ kìa. Mọi người tranh hướng cái đi, chơi thằng này cho. Em đang cay, em thấy nó rồi. Bể giáp, con lộn chưa bể giáp. Ủa, con lộn mà, tao bể giáp. Nắp đi, em thấy nó rồi. Nằm đây đúng đẹp luôn. Rồi bên đây có lợi thế nè, còn ba, còn Bẻ giáp. Đau một thằng đau. Nó có thể chạy được. Đau tiếp rồi, oh. Đau. Xuống. Nó lắc rồi. Thằng nó đau tiếp rồi. Kìa bên kia. Đau một thằng. Một thằng on binh. Có lộn mà được bắn xịn cây nữa chứ. Kìa confirm, yeah. Hay. Bốn đâu hai đào nice GG hai tiền phát nhau hay đó nhau sao lôi xong rồi GG bốn thằng còn nguyên ba 3-2-1 đúng nghĩa luôn không 3-2-1 mẹ ơi. Ê, chiếm nào thì có thì luôn.